Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình thân tâm tán loạn, sanh lòng thương xót, khuyên bảo họ: nguyên nhân nào các ngươi không tu tịnh lự để bị tán loạn thất niệm luân hồi sanh tử? Người ấy trả lời: chúng tôi do thiếu thốn của cải nên đối với tịnh lự chẳng tu tập được. Bồ Tát bảo: ta sẽ bố thí cho các ngươi của cải để được đầy đủ, không bị thiếu thốn. Từ nay các ngươi không nên khởi tâm hư vọng phân biệt, chạy theo vật chất, tìm tòi các thứ bên ngoài làm rối loạn tâm mình. Khi các hữu tình này được Bồ Tát bố thí của cải rồi, không còn bị thiếu thốn, liền đoạn trừ hư vọng phân biệt, tầm tử dục ác, nhập sơ tịnh lự, tuần tự được nhập vào các tịnh lự thứ hai, thứ ba, thứ tư, nương vào các tịnh lự để đưa đến từ bi hỷ xả và làm chỗ y chỉ cho bốn phạm trụ tịnh lự vô lượng, tuần tự nhập vào bốn định vô sắc, tịnh lự vô lượng, vô sắc. Điều phục tâm được nhu nhuyễn rồi, tu bốn niệm trụ tuần tự cho đến tám chi thánh đạo, do vậy phát sanh các pháp không vô tướng vô nguyện, tùy theo họ ưa thích đều làm cho đầy đủ và chứng được quả tam thừa. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này an trụ bố thí ba la mật đa, tự mình tu tịnh lự cũng khuyên người khác tu tịnh lự, thường tự mình khen ngợi pháp tu tịnh lự, vui mừng khen ngợi người tu tịnh lự. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa khuyên các hữu tình xa lìa tán loạn tu các tịnh lự được lợi ích lớn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thế các hữu tình ngu si điên đảo, sanh lòng thương xót, khuyên bảo họ: nguyên nhân nào các ngươi không tu bát nhã lại ngu si điên đảo luân hồi sanh tử? Người ấy trả lời: chúng tôi do thiếu thốn của cải nên đối với bát nhã không tu tập được. Bồ Tát bảo: ta sẽ bố thí cho các ngươi để được đầy đủ, không bị thiếu. Các ngươi nên nhận lấy, trước hết tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự được viên mãn rồi, nên quan sát kỹ thật tướng của các pháp tu hành bát nhã ba la mật đa, nghĩa là hiện tại nên quan sát kỹ xem có chốt pháp nào có thể đắc không, nghĩa là ngã hữu tình vân vân, nói rộng cho đến người biết người thấy có thể đắc không, sắc cho đến thức, nhãn xứ cho đến ý xứ, sắc xứ cho đến pháp xứ, nhãn giới cho đến ý giới, sắc giới cho đến pháp giới, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, nhãn xúc cho đến ý xúc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, địa giới cho đến thức giới, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, các pháp theo duyên sanh ra, vô minh cho đến lão tử, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thánh đế khổ tập diệt đạo, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tám giải thoát cho đến mười biến xứ, tịnh quán địa cho đến như lai địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, tất cả hành đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, xét kỹ mỗi một pháp đều có thể đắc không. Các hữu tình kia đã được của cải khỏi bị thiếu thốn y theo lời Bồ Tát dạy, trước hết tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự được viên mãn rồi, lại quan sát kỹ thật tướng các pháp tu hành bát nhã ba la mật đa. Khi quan sát kỹ như trước đã nói, thật tánh các pháp đều bất khả đắc, vì bất khả đắc nên không còn chấp trước, vì không chấp trước nên không thấy chút pháp có sanh có diệt có nhiễm có tịnh. Người kia đối với các pháp vô sở đắc, đối với tất cả chỗ không sanh phân biệt, nghĩa là không phân biệt đây là địa ngục, bảng sanh cõi quỷ, Atula trời người, cũng không phân biệt trì giới phá giới, cũng không phân biệt phàm phu thánh giả, cũng không phân biệt đây là dự lưu cho đến đây là Bồ Tát chư Phật, cũng không phân biệt hữu vi vô vi vân vân. Người kia do không phân biệt như vậy nên tùy theo chỗ thích ứng, tuần tự chứng đắc thánh quả của tam thừa. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này an trụ bồ thí ba la mật đa, tự mình tu bát nhã cũng khuyên người khác tu bát nhã,
thường tự mình khen ngợi pháp tu Bát Nhã, vui mừng khen ngợi người tu Bát Nhã. Như vậy, này thiện hiện,